Xin kính chào toàn thể quý bác tài, quý khách hàng. Em là Thành Mẫn, nhân viên tại đại lý ô tô Phú Cường. Hôm nay là đã qua tháng 12 nha quý khách hàng, chỉ còn lại một tháng duy nhất để chúng ta có thể là sở hữu xe với cái mức giá ưu đãi. Qua tháng 12 thì nó sẽ không còn được khuyến mãi trước bạ nữa nha quý khách hàng, và thuế VAT thì vẫn giữ cho tới hết năm sau, qua tháng 6 năm sau nha quý khách hàng. Nên là quý khách hàng mình tranh thủ mua xe khi mà còn khuyến mãi trước bạ 50% của nhà nước. Thì ở đây là xe em muốn giới thiệu của ngày hôm nay là xe Zax N350S. Tải trọng của xe là 3,49 tấn và thùng hàng lọt lòng là 4,38 m. Dòng xe này thì có phân khúc tải là 3,5 tấn và tải 2 tấn. 2 tấn của xe này là N200S nha quý khách hàng. N200S hiện tại đang hết hàng. Tầm khoảng là hơn nửa tháng nữa thì nhà máy mới ra được cái lô xe mới. Thì ở đây em xin báo giá luôn, thì tháng 12 này thì giá xe đang bị gọi là giảm giá. Giá xe đang có mức giá rất là ưu đãi cho khách hàng là 420 triệu đồng xe thùng. Thì quý khách hàng mình á, đầu tư thì chỉ cần là tầm khoảng 100 triệu đổ lại là chúng ta có thể là lấy xe về chạy hàng, vay vốn ngân hàng 80% cho quý khách hàng. Quý khách hàng mình trả trước đâu đó tầm khoảng là 100 triệu là chúng ta nhận xe. Thời gian làm thủ tục hồ sơ trong khoảng là 7 đến 10 ngày. Xe có hai màu trắng và màu xanh nha quý khách hàng, tùy quý khách hàng mình chọn, và đời xe là 2023 đời mới. Thì ở đây là xe chúng ta sử dụng là động cơ Cummins với thể tích làm việc là 2.8 2.7 416, cho công suất là lên đến 120 mã lực nha quý khách hàng. Xe này khỏe. Thì cái độ nhiên liệu của xe thì tầm khoảng là 8 đến 10 lít trên 100 cây. Nếu mà quý khách hàng mà đi đường xấu thì có thể là tầm 11 lít nha quý khách hàng. Con xe này chế độ bảo hành của xe là tới 5 năm trên 150.000 km và khuyến mãi thay nhớt lọc nhớt lần đầu miễn phí tại ô tô Phú Cường. Và hiện tại là nhà máy chắc đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi hậu mãi về sau khi mà cho quý khách hàng cũ quý khách hàng. Thì khi mà quý khách hàng mình đầu tư xe dắt thì mỗi một năm thì nhà máy đều có một cái chương trình khuyến mãi cho khách hàng thay nhớt, hoặc là gần đây nhất là khi quý khách hàng mình mua xe trong khoảng thời gian năm 2023 này thì sẽ được bốc thăm trúng thưởng lên đến là 20 triệu đồng các phần quà như là iPhone 15, iPad, rồi một chỉ vàng, rồi sau đó là các voucher 2 triệu và 5 triệu. Thì chắc chắn là sẽ trúng nhau quý khách hàng. Quý khách hàng mình đang có nhu cầu đầu tư xe thì có thể là liên hệ cho em qua số hotline em sẽ để dưới màn hình và địa chỉ của công ty. Quý khách hàng mình có thể đến trực tiếp tại công ty ô tô Phú Cường để có thể là tham khảo xe và liên hệ trước cho em nha. Em sẽ ra đón tiếp quý khách hàng và để quý khách hàng một cái mức giá hợp lý nhất. Và xin cảm ơn quý khách hàng.